Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị bác sĩ Mai Chính. Xin kính chào bác sĩ Mai Chính. Xin kính chào bác sĩ Toản, xin kính chào quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, bác sĩ Mai Chính là bác sĩ chuyên môn về nội thương tổng quát. Dạ vâng. Bác sĩ Mai Chính có đến với cộng đồng chúng ta trong bao nhiêu năm rồi ha? Tôi dọn về đây là 2 năm, khoảng 2 năm. Và trước đó bác sĩ Chính làm ở đâu? Trước đó thì hai vợ chồng của chúng tôi làm việc ở Bakersfield, Bakersfield, California. Có nghĩa là cách đây khoảng độ 2 tiếng đồng hồ lái xe. Bà thưa chị là bà bác sĩ làm gì? Là về nghiệp chuyên môn về cái gì? Bác sĩ Thảo là chuyên môn về nhi khoa. Whole name thì họ gì? Và bác sĩ Thảo Võ. Thảo Võ á. Thành ra bác sĩ Mai Chính, bác sĩ Thảo Võ là dĩ nhiên là đã hành nghề trong California lâu năm rồi, nhưng mà mới về với chúng ta đây trong quận Cam từ hơn 2 năm nay. Thành ra bác sĩ Mai Chính chuyên môn cũng là nội thương tổng quát cũng giống như tôi. Thế nên hôm nay thì đây là một cơ hội tốt để cho quý vị để gọi và đặt những câu hỏi đến liên quan đến tất cả mọi bệnh trạng, thuốc men quý vị đang dùng, và nhất là vấn đề về COVID. Tôi biết là có nhiều quý vị muốn hỏi về COVID. Và thưa quý vị, thì như thường lệ thì chúng tôi có cái email address ytlstv@gmail.com. Thì nếu quý vị không có cơ hội gọi vào thì xin quý vị email chúng tôi. Mà khi quý vị email chúng tôi thì quý vị nên cho biết rõ chi tiết những kết quả thử máu, thuốc men quý vị đang dùng thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị một cách hữu hiệu hơn. Nhưng tuy nhiên, ngay bây giờ thì chúng tôi khuyến khích quý vị gọi vào số 714-893-3264. Tôi nhắc lại, số 714-893-3264. Và bác sĩ Mai Chính là tôi, là bác sĩ chuyên môn về nội thương tổng quát, có nghĩa là bác sĩ gia đình, vâng. Mình coi tất cả mọi lứa tuổi ha, trừ trẻ sơ sinh thôi. Dạ vâng. Trừ mấy em bé mà dưới 1 tuổi thôi, chứ còn trên nó thì mình cũng thấy kẹp, phải không? Dạ vâng. Ok. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì muốn hỏi bác sĩ mấy câu. Chuyện đầu tiên á, thì theo chính phủ liên bang thì nói là đến ngày 15 tháng 5 này nè, tức là đến tuần tới là sẽ reopen. Dạ vâng. Là mở lại hết, nghĩa là không có vấn đề mà close out, đóng cửa hết lại. Thì đối với bác sĩ Trinh thì công việc mà trong phòng mạch như thế nào? Hiện bây giờ thì người bệnh nhân muốn gặp bác sĩ Chính thì hay là gọi vào hay làm sao? Thật sự thì chúng tôi vẫn duy trì phòng mạch từ cái thời điểm ban đầu. Thì phòng mạch chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ quý bệnh nhân, nhưng mà đa phần chúng tôi làm việc là dựa vào telephone, có nghĩa là chúng tôi screening, tầm soát bệnh nhân rất là kỹ. Nếu quý vị có những cái triệu chứng ho, cảm, sốt, sổ mũi thì chúng tôi khuyên bệnh nhân là nên tiếp tục theo dõi và đi tới bệnh viện nếu mà cái triệu chứng nó nặng hơn. Mình có điện thoại. Trên đường dây tôi có khán giả, xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 73 tuổi. Tôi có đạp cái đinh đó, mà cái chóp đinh nó nằm ở trong bàn chân. Bây giờ sau 3 tháng tôi cảm thấy chỗ đó nó hơi ê, nó không có hẳn đau, nó ê. Mà bác sĩ gia đình gửi tôi đi X-ray rồi, nhưng mà nó cũng không có tìm được thấy. Thì bây giờ tôi phải làm cái gì bác sĩ? Gì chứ? Bác đã điều trị như thế nào? Cái 3 tháng rồi đó. 3 tháng như vậy là cái áp xe đó đã lành hẳn rồi phải không bác? Nó lành hẳn tại vì hồi khi tôi đã đạp cái đinh nó vô không thấy nó chảy ra, nó chỉ có cái đầu đinh thôi, chút xíu thôi. Dạ vâng. Khi mà mình đạp đinh cái vùng bàn chân đó, có những cái sợi thần kinh nhỏ nó có thể bị tổn thương. Nó sẽ gây cái phản ứng là nó gây cái triệu chứng là tê một cái thời gian lâu. Mình không có điều trị được nhiều bác, là tại vì nếu mà cái thần kinh nó tổn thương đó thì mình sẽ không, nó sẽ khó có lành lại, nó khó có nối lại được. Cái tế bào thần kinh nó không có tự nối lại được. Có thể là mình phải dùng cái massage, rồi một thời gian sau thì hy vọng là nó có thể nó lành nha. Thì trước khi có như vậy bác sĩ, tại vì cái đinh tôi thấy nó nằm trong đó rồi,
nó chạy vô tông nhưng mà sao ít xe không thấy. Đó là tôi muốn biết là có thể nào để truy tầm nó được không? Vì trước khi tôi tiếp lời bác sĩ chính là tôi muốn hỏi lại ông là khi ông đã quyết định ông muốn đi bác sĩ gia đình không? Dạ, gọi đi bác sĩ gia đình nhưng mà phải tới 4 ngày sau mới đi được. Rồi. Đúng rồi. Thường thường đó, khi mà ông đạp đinh, ông nên gặp bác sĩ gia đình để làm gì? Để be sure là ông được chích Tdap, khi ngừa con tetanus. Nhưng mà theo tôi 4 ngày thì ông hơi lâu đó. Theo tôi là same day, ông phải tới đó, gặp bác sĩ gia đình. Và bác sĩ gia đình phải chích cho ông cái Tdap. Và be sure ông có Tdap. Hy vọng là có chích rồi. Ông 73 tuổi. Ông thường thường là mấy người lớn tuổi như này thế nào cũng có bác sĩ gia đình. Và thế nào họ cũng chích ngừa cho ông Tdap rồi. Yeah. Chích ngừa cái tetanus đó, TT là tetanus đó. Với diphtheria. Yeah. Thì cái đó là chuyện một chuyện. Cái thứ hai đó là khi ông đạp đinh rồi đó, mà cái đinh nó thường thường là đinh bằng sắt hay là bằng metal, bằng kim loại, thì chắc chắn là nó còn trong đó thì chụp hình nó phải thấy. Dạ đúng. Không rồi. Có lý do gì mà ông chụp hình, ông đạp cái đinh nó nằm trong bàn chân mà ông chụp hình không thấy thì cái đó không có lý, phải không? Thì là để trả lời ông á, thì nếu mà họ chụp hình rồi mà không có thì không sao, nhưng mà ông nhớ lòng bàn chân của ông phải không? Cái đinh nó làm lòng bàn chân, phải không? Dạ. Ok. Cái đinh nó rất nhỏ nhưng yeah. Có cái mà nó trong lòng bàn chân, phải không? Yeah. Ok, để trả lời như bác sĩ chính nói đó, thường thường mấy mà bị một cái đâm một ngón vào lòng bàn chân đó, thì cái lòng bàn chân mình nó thường thường nó hay bị callus, nó bị gai, nó bị mọc gai đó. Thì cái đó đó, những sau như thường mình cái foreign body, cái một vật lạ nó vào trong lòng bàn chân của mình, thì cơ thể mình chống đỡ bằng cái làm cho cái nó gom lại, thì nó nhìn nó bị callus đó, nó bị chai. Cái chai đó đó mà khi ông đi nó đạp lên nó cấn lắm. Mấy cái này đó nhiều khi nó rất là lâu, có những người bệnh của tôi đạp lên mấy tháng sau nó mọc cái chai đi, nó cấn nó đau thì cứ lâu phải cạo nó đi, đã cạo từ từ từ, mà đôi khi cạo từ từ đó nhiều khi chụp hình không thấy, nhưng mà cái những cái ví dụ như là cái đinh mà trong nó có chất dơ, nó có mấy cái gì mà chất không được sạch đó, thì nó cơ thể mình phản ứng đó, thì nó làm chai đó, mong cái đó nó sẽ lâu dài như bác sĩ chính nói đó. Dạ. Yeah. Rồi tôi có câu hỏi thứ hai nữa bác sĩ. Dạ, ông cứ nói đi. Là như vậy. Dạ, tôi có câu hỏi thứ hai là chẳng hạn như giờ tôi bị con chó nó cắn, thì tôi đi bác sĩ gia đình đó, bác sĩ gia đình cho tôi uống cái gọi là menta gì đó, nó cũng như là cái loại tụ sinh vậy đó. Chỉ uống thuốc như vậy là một tuần lễ, như vậy thì bác sĩ thấy nó có ảnh hưởng gì? Ông muốn nói làm sao, là ảnh hưởng là sao? Tức là tôi bị con chó cắn, nó chỉ chó nhỏ nó cắn thôi. Mà bây giờ tôi đi bác sĩ thì bác sĩ cho tôi uống cái tụ sinh gọi là menta. Nó cũng như là trụ sinh vậy đó. Ok. Thì bây giờ tôi nghĩ bác sĩ có điều trị được hay không? Cái quan trọng là thế này, nếu mà khi mà một người bị chó cắn á, thì đầu tiên là mình phải coi con chó có chích ngừa không, phải không? Con chó dạ của vâng. Ai? Nếu mà con chó của con ông... Con chó đó không có chích ngừa, con chó đó của người homeless. Của người homeless, cái đó thì phải cẩn thận. Thì mấy cái người, nếu mà bị homeless bao nhiêu lâu rồi không? Chích ngừa bao nhiêu, bị con chó cắn, có chó cắn bao nhiêu lâu rồi? Cắn rồi tôi đi bác sĩ rồi này nọ, nay là cũng 3 tháng. Okay. 3 tháng rồi. Ok, thường thường mà bị chó cắn á, thường thường là tụi tôi bác sĩ gia đình của ông làm đúng là thường thường là chích ngừa, nhưng mà hơn nữa là nếu mà con chó đó của người homeless mà mình sợ đó, thì mình phải gửi cho public health để cho người báo cho y tế địa phương họ biết, để họ để làm gì, để họ coi con chó này có bị chó dại không. Mà thường thường đó, nếu mà đã bị mà chó dại thì đâu có chờ lâu vậy, 3 tháng thì nó đã phát bệnh rồi. Yeah. Thường thường là trong vòng một tuần là mấy ngày là nó phát bệnh rồi. Yeah, nếu vâng. Là chó dại. Yeah. Thành ra trụ sinh là đúng rồi. Con chó đó của hôm đấy thì chắc chắn họ không có chích ngừa. Yeah. Nhưng mà con cái là tôi đi bác sĩ không có chích mà chỉ cho uống thuốc trụ sinh thôi. Đúng rồi. Bác sĩ gia đình cho ông mà làm đúng là thế này, là tại vì khi nào mà mình nghi con chó dại đó thì mình gửi đến địa phương để người ta coi, người ta phải kiếm con chó ra được, con chó cũng thôi người ta chích ngừa, mà cái chích ngừa thì nó cũng công phu lắm, thành ra có thể là nhiều khi họ coi cái vết thương nó không quan trọng đó, thì họ chỉ cho trụ sinh, họ rửa sạch và cho trụ sinh có thể là đủ rồi. Dạ vâng. Dạ. Dạ thôi cảm ơn bác sĩ. Không chi, cảm ơn ông. Thì còn có 1-2 phút còn trở lại cái vấn đề mà phòng mạch của bác sĩ Mai Chính, thì đa số chúng ta đều làm cái gọi là telehealth. Dạ vâng. Mình thường thường mình nói chuyện với bệnh nhân bằng telephone. Dạ để vâng. Những ví dụ như là họ cần thuốc nè, thì mình cho thuốc refill đó, cho dạ. Tiếp tục uống 3 tháng, rồi họ cần kết quả thử máu thì mình nói chuyện với mấy. Nhưng mà nếu bệnh nhân họ cảm, họ muốn gặp bác sĩ chính được không? Những bệnh nhân bị bệnh nặng hơn thì chúng tôi vẫn cho vào phòng mạch để khám nó chi tiết hơn. Tại vì có những cái mình không thể nói chuyện qua phone, mình thấy hết được vấn đề.
thì chúng tôi vẫn cho bệnh nhân vào phòng mạch để có thể thăm khám kỹ càng hơn. Dạ vâng. Thì tôi với bác sĩ Chính nói hôm nay thật ra mục đích chúng tôi nói là khuyên quý vị đó, gần tới vào ngày hôm nay thì hầu hết những phòng mạch tôi cũng vậy, thì đa số bệnh nhân bắt đầu trở lại gần như bình thường rồi. Dạ vâng. Thành ra nhiều chúng tôi vẫn kỹ lắm, vẫn là phải đo nhiệt độ bệnh nhân, rồi be sure là bệnh nhân không có nóng sốt hay có thể bị coronavirus COVID-19. Mà nếu mà tụi nó nghi nhiều thì tôi phải gửi đi thử phòng bác sĩ Chính. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chương trình phần 1 chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và trong khi chờ đợi off air chúng tôi tiếp tục nói chuyện với quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi tiếp tục cứ gọi chúng tôi sẽ tiếp tục nói với quý vị off air.